Dạ, xin chào các bác nhé. Chào các bác đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em sẽ test cho các bác hai con bếp từ nhé của Natio Lan. Thì em cũng nói với các bác nhé, cái địa chỉ của em thì nó ở trong thành phố Biên Hòa, Đồng Nai các bác nhé. Tại vì có nhiều bác ở ngoài Bắc ấy, thấy em nói giọng Bắc nên là tưởng em ngoài đó nên là gọi hỏi, cuối cùng biết em trong Đồng Nai thì lại thôi. Thì em nói cho các bác biết trước để các bác đỡ phải mất công bác gọi ấy. Có nhiều bác không thích mua hàng ở xa ấy. Thì cửa hàng em tận nằm trong Biên Hòa Đồng Nai nhá, em là người ngoài Bắc, em vào trong này cũng lâu rồi. Đó. Thì bây giờ các bác mua hàng xa nhiều khi các bác ngại ấy. Đó. Nên là các bác biết em ở đâu rồi thì các bác sẽ không phải gọi nữa, không phải mất công gọi nữa. Đó. Thì em ship hàng toàn quốc nha các bác nhá, và dịch vụ chuyển phát của Viettel. Nhiều bác hỏi có vận chuyển đi xa không? Thì đã bán hàng trên mạng rồi thì tất nhiên là ai cũng phải vận chuyển đi xa hết, chứ không ai vận chuyển ở gần. Nếu mà gần thì người ta không có bán trên mạng đâu bác. Thì hôm nay em sẽ test cho bác một cái hai cái, một cái bếp từ Nati KB6 và một cái là KZBI27. Thì hai cái này thì các bác chức năng thì nó cũng rất là dễ sử dụng thôi, nó không có gì đặc biệt cả. Nó cũng có hẹn giờ và đây, cũng có hẹn giờ hết các bác. Đấy, các bác nhìn rõ. Đó, em quay như vậy cho các bác nhìn cho nó rõ. Thì cái này nó tất cả nó kết nối bằng cái jack này các bác nhé. Đó, thì đây là cái dây em thử thôi. Đó. Thì đa số dây của nó dây màu đen đấy, thử. Phía sau của nó đấy, sản xuất năm 1995 nhá. 1400W đấy, con này 1400W đấy. Thì nhiều bác có bác ngại vì nó sản xuất lâu đời rồi nó có tốt hay không ấy. Thì cái đó bác cứ tìm hiểu bếp từ của Nhật nhé. Thì em cũng không cần giới thiệu quá nhiều như vậy. Đó, nhiều khi các bác cũng bảo em nói khét chẳng hạn. Bây giờ em sẽ test cho bác nhé. Đây. Đó, đây là chức năng nó con này rất là dễ sử dụng. Đây này, là tắt này. Đó. Còn đây là nấu nha các bác nhá, cái gạch là nấu. Ở đây là chiên này, đó chiên là nó nhiệt độ nó từ 140 đến 200 độ, đó thì bác tăng giảm ở đây, tăng giảm ở nút này cũng giống như là nấu tăng giảm ở đó. Đó, còn bên đây là đây này, đây là hẹn giờ các bác nhá, chẳng hạn như đây em hẹn giờ 1 phút này, 1 phút đúng không? Là 1 phút sau nó sẽ tắt, còn bên này là hủy nhá các bác nhá, còn bên này là đó. Bên này là giờ này, còn bên này là phút này. Đó. Thì đó, em sẽ để 1 phút, 1 phút nó sẽ tắt. Đó. Thì các bác xài nhiều khi các bác xác định nấu cái gì khoảng bao nhiêu phút thôi ấy. Các bác bận công việc cái gì đó bác cứ hẹn giờ là nó tắt. Đó. Thì nó sẽ rất là tiện lợi các bác nhá. Thì cái bếp từ này các bác biết rồi, điện của bếp từ chỉ điện 100V thôi, hàng của Nhật. Đó bác thấy không? Hơi nó bay lên rồi. Sử dụng 100V các bạn lưu ý nhé. Ai đã xài đồ Nhật rồi thì các bạn biết. Còn ai chưa xài thì các bác có thể tìm hiểu thêm nhé. Thì cái giá tiền như như hai con này thì các bác vào trong siêu thị mua nó cũng tầm tiền như vậy thôi. Điện 220 các bác xài, nếu các bác là ngại ấy, thì xài cho nó tiện. Ở nước đã sôi các bác nhé, em tắt. Mình test như vậy thôi, em biết chức năng hoạt động đầy đủ là bán hàng rồi vậy. Uy tín. Đây, đó, đây là ngoại hình của nó, nói chung là còn rất đẹp nhé, mặt men nhé. Này. Quạt bên trong màu trắng nhá. Rồi, cái máy từ này giá nó 1,2 triệu các bác nhá. 1.200.000 nhá. Còn nó còn BM nên hai con, một con trắng một con đen. Này các bác chỉ cứ gọi là trắng đen thôi. Tại vì em cũng không cần ghi số, tại vì có hai con mà. Nhiều con thì em mới ghi số, chứ còn hai con thì khỏi cần ghi số các bác. Thì tiếp theo em sẽ cho các bác một con nữa là KZBI27 nhá. Cũng giống giống như con đó thôi. Này. Cũng cánh quạt màu trắng luôn. Đó, cái dây đồng bên trong còn vàng tươi. Sản xuất năm 95 nhá. Công suất của con này là 1400W này. Hai con này công suất rất cao. Và 400 là bác đun nó nhanh lắm. Đây, test cho các bác. Nó cũng giống như con kia thôi. Đó, đây là chức năng chiên. Và tắt đi. Đây là chức năng nấu. Đó. Và hủy. Đó, còn bên này là hẹn giờ. Đó, 1 phút, nó tự 1 phút sau nó sẽ tắt.
chung là xài mấy cái này nó dễ lắm các bạn ạ, tại vì cái này bác biết là đặc điểm của nó là các bác xài lúc các bác nhậu các thứ đó. Đó, bác xài thì nó nhiều khi không phải bật, không phải tắt quạt đấy, nó còn nếu mà bác xài bếp ga thì phải tắt quạt, nó không là nó thổi tắt hết, còn bếp hồng ngoại thì nó nóng, nó nóng sinh nhiệt lên đây thì nó lại hắt ra mọi người xung quanh. Đó thì bếp từ thì nó tiện nhất, thì Nhật xài bếp từ đến đâu đó, bác thấy không? Sản xuất năm 1995 đó. Chứ không phải là đơn giản đâu. Dùng rất ok. Đây là cuối, đây là em nói chung là cái này là em đã bán rồi, em test cho bác coi thôi, bác coi được coi. Đây là con Panasonic, em có một con này duy nhất thôi, cùng con thứ hai đó, thì đơn lô này về đúng một con này, thì nó là đời, em xem nó đời năm bao nhiêu, con này màu trắng 2010 còn rất là đẹp. Em sẽ test cho bác coi trước khi gửi hàng cho bác ấy, bác cũng ở xa. Cảm ơn thì bác cũng đã tin tưởng em mua của em rất nhiều mặt hàng, thì bác cũng không cần nhìn thấy nhưng mà em sẽ vẫn phải cho bác coi. Đây là chức năng nấu của nó bác nhé, con này thì nó rắc rối hơn con kia một xíu đó. Đây là chức năng chiên này đó. Đó, đây là chức năng nấu đây đó, nấu là nó có những cái này đó. Chiên là nó sẽ nổi hiển thị nhiệt độ lên đó. Bếp từ Panasonic chung màu trắng, em này cũng còn rất là đẹp các bác nhé, con này rất là đẹp các bác. Cảm ơn bác đã tin tưởng là mua, là không cần coi qua video, bác bảo cứ chọn cho bác ok là được. Rồi chức năng nấu bình thường các bác nhé, đèn tắt tắt và mở cũng là một trên một phím luôn bác nhé, lưu ý nhé. Đó mở đó, nói chung là tắt và mở thì nói chung một phím luôn. Đấy, con này nó là vậy, còn hẹn giờ ở bên đây. Đó. Đây đấy. Con này chọn đây này, chọn ở đây bác nhé, chương trình nó nằm ở đây này. Đó đây là nấu này, còn đây là hẹn giờ không biết nấu cái món gì, rất là lâu, 5 tiếng mấy. Còn đây đây là chiên này. Chiên là nó sẽ hiển thị 180 độ C lên, và bác bấm nấu cái là nó bác tăng lên 200 độ, bác giảm xuống 140 độ là hết cỡ bác nhé. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Thì các bác nào có nhu cầu mua bếp điện từ đơn đó thì các bác liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Thì hôm nay em có hai con đấy, hai con đấy là giá 1,2 triệu hết nhé, còn con này là em gửi riêng cho bác đó để quay cho bác coi thôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.